Chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu cây, đó là mẫu lan càng cua. Với dòng này thì đã được ghép trên một thân, đó là thân của cây thăng long nhá, để tạo dáng đẹp hơn. Đây mọi người có thể nhìn hoa của nó này. Đây, đây đây, hoa này. Hoa rất là đẹp nhá. Đó, đây, đây những cái bông hoa này. Còn những cái bông hoa nhỏ thì nó đang nhú như này, thì sau một thời gian thì nó sẽ phát triển thành những cái bông hoa lớn. Mọi người có thể quan sát đây, rất là nhiều mầm hoa nhé. Đây đó, đó đây là hoa này, đây là bông hoa của nó đây. Đây là những cái nhú mầm của nó này. Lan càng cua này thì trưng ở trong gia đình thì có tác dụng là mang lại may mắn cho gia đình nhé. Đó.